Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Amplify. Và hy vọng là các bạn đã tìm được một chút bất ngờ của mình đặt ở trong những cái clip đó. Chúng ta có cái phần gì đó mình không nói nữa ở trong cái clip của tập vừa rồi. Nếu bạn nào tin ý thì sẽ tìm được. Các bạn đã tìm được chưa? Có một số bạn đã tìm thấy được cái phần đó rồi. Còn các bạn thì sao? Mình dự định là chúng ta sẽ đập chỗ này ra để chúng ta đi là một cái chỗ đằng farm cái netherwork này. Cái netherwork này thì nó mọc nó cũng rất là dễ, nó chỉ cần đá, cần cát, sâu sen này ở dưới thôi. Ở dưới đây. Và chúng ta cần một cái hệ thống nhận lọc đồ nó. Và bữa nay sao nghe tiếng nó cũng kỳ kỳ. Cái âm thanh nó không có được chắc như mọi hôm. Đập chỗ này ra. Như các bạn nên thấy chúng ta có một cái thùng ở đây. Thì cái thùng nó sẽ nằm ngay đây nè. À, đây là một ô, đây là một ô, hai ô. Thì chúng ta sẽ có cái dàn hopper chạy bên dưới. Thì nghe tiếng zombie. Trên này sẽ là nơi mà mình sẽ đặt mấy cái netherwork. Thì làm một cái farm netherwork là cực kỳ dễ luôn. Chỉ là cần một cái dàn hopper giật cái netherwork ra là xong. Rồi ở dưới này thì mình sẽ đặt hopper. Hopper sẽ vô hai cái thùng ở đây. Thì mình hiện tại không đem những cái thùng. Thì sau khi chơi cái này xong, chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm các bản mod. Trải nghiệm bản mod. Rồi, hai bên này đi vô. Ối lộn. Đáng lẽ phải lắp cái này lại để cho mình đừng có lộn nữa. Ở ngoài kia nó cứ vậy hoài. Rồi, ngon rồi đây. Bam. Đó. Thì chúng ta đặt sâu sen lên sau. Chúng ta cần đặt cái này lên trước nè. Chúng ta phải có một cái cái này nó phải giật ra. Rồi chúng ta phải hạ, phải đẩy bức tường vô rồi. Rồi thì sâu sen sẽ nằm ở đó, ở chỗ mình đứng. Thì chúng ta đặt những cái này ở đây. Nó hút mất rồi. Mấy cái hopper này nó hút mất rồi. Ta đi ra lấy lại. Hút cả nó nữa. Rồi sâu sen sẽ nằm vô. Thì 12 cái như vậy. Nhớ là hồi nãy đủ thì bây giờ cũng đủ. Rồi xong. Và bây giờ chúng ta đặt đường điện lên. Đường điện. Này thì đường điện. Đó. Rồi thêm một cái đường điện bên này. Ở trên này mình không có đúng không? Ở trên này mình không có. Rồi. Chúng ta đặt vô luôn để mình biết. Trên này là nó thụt vô nên chúng ta phải chặn lại để không thấy nè. Còn bên này nếu mà như vậy thì chúng ta vẫn sẽ thấy một cái đường điện ở đây. Không đẹp, không đẹp. Đó. À, nhìn vô thấy. Giấu đi. Phải giấu, tìm mọi cách để giấu. Nếu muốn giấu thì chúng ta phải dịch chuyển nó qua bên này một chút. Nó qua tới ô bên đây luôn. Bây giờ nó qua đây đi. Nó qua đây. Rồi nó sẽ đường điện đi xa hơn một chút. Ờ, cây cột ở đó. Cây cột ở đó. Rồi đây. Rồi đây. Như vậy là được. Bây giờ muốn tạo cảm giác ở đây là địa ngục thì nó phải có một cái cửa, không có một cái đá xung quanh trên này là đá của địa ngục. Đá của địa ngục đó nha, chơi sang luôn á. Thì hai cái cột lên là không phải là hai cái cột của địa ngục. Đang suy nghĩ nếu mà mình sử dụng cột của Netherwork thì sao? Nethercode chứ. Thạch anh gì nọ. Trên này phải bỏ. Trên này bỏ đi. Rồi. Ở đây. Ở đây mình sẽ ốp hai cây cột. Lên. Bên này cũng có một cây cột nữa. Như thế này. Và ở đây. Là đá địa ngục. Đó. Ở đây cũng là đá địa ngục. Ở đây mình hết đi được rồi. Ở đây kẹt đường điện cho nên không đi được. Bây giờ muốn đi được thì dễ lắm.
hạ cái khói này xuống thôi. Đó, thành ra đi được. Xong. Ở trên này cũng phải đập ra nè, trên này đập ra để cho nó thành nether luôn. Hai cái cột không vậy thì cũng không đẹp lắm ha. Nhưng mà thôi kệ đi. Không sao, không sao. Ở trên này nữa, quên. Trên này nữa. Khi mà chúng ta đổi qua như vậy nó sẽ đẹp hơn nè. Còn ở đây thì che lên. Bên này thì đặt cái cửa vô. Một cửa thôi. Lỡ rồi. Một cửa thôi cũng được. Cột. Cột lên tới đây hả? Cột lên tới đây luôn. Đập ra luôn. Còn qua đây đó. Chỗ này kỳ quá. Chỗ này đổi qua luôn đi. Đây. Ở chết. Đâu rồi cây siêu thích của tôi. Cây cuốc siêu thích của tôi. Cây cuốc siêu thích nữa. Thiệt gắn cái này bực mình quá nha. Rồi đó, bây giờ lại ra cảm giác của địa ngục rồi đó. Đây, chồng các bé này lên. Chúng ta thiếu một cái nút bỏ vô thôi. Thì cái nút gỗ sẽ nằm tại đây. Bấm. Ở đây nè. Đó. Cái đường điện ở đó. Cái đường điện sẽ chạy ở đằng sau. Wow. Chạy đằng sau nha. Ghê nha. Đâu. Giờ là phải đập cái trần ra thêm. Đập cái trần ra thêm thì mới coi được ở trên này nó như thế nào mà mình làm tiếp. Cao quá. Không phải nằm ở đó. Mà nằm ở đây. Thì gạt cần lên gạt cần xuống. Rồi đó. Và bây giờ chúng ta đập cái này ra luôn. Bực mình nha. Làm một hồi đập hết à. Làm một hồi là đập hết ra luôn. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ đặt một cái đèn redstone ở chỗ này. Còn ở trên này thì là redstone. Rồi đó, nó bắt đầu nó liên kết với nhau rồi đó. Rồi đường điện nó tới cuối luôn, không cần phải lo nữa. Đây, khi mà gạt xuống thì nó sẽ thụt lên. Đâu rồi, cái lớp kiến ốp vô. Cái lớp kiến ốp vô. Vậy đúng không? Ha. Đẹp đó. Tuy nhiên là bây giờ phải suy nghĩ làm sao để che cái này lại. Rồi. Cầu thang bằng gỗ sồi đen thì nó không có tạo cảm giác đây là địa ngục. Cho nên không sử dụng được. Mình muốn tạo cảm giác ở đây là địa ngục luôn. Lỡ quăng chỏng mà lát nữa ra lấy. Trên này là chỗ mình quyết định xây. Tuy nhiên là mình vẫn phải dọn khu vực này cho nó rộng ra thêm. Rồi, bây giờ đào ra thêm. Thì chúng ta sẽ có một khối ở đây. Lộn. Một khối ở đây, một cái repeater ở đây. Xong rồi một khối ở đây. Và một cái repeater. Ở bên dưới này thì là đèn red. Không. Chúng ta phải làm một có một cái độ trễ nhất định nữa. Rồi, thì độ trễ nó sẽ qua đây trước. Xong tới một cái khối, xong tới cái này. Bây giờ chúng ta đi từ cái đơn giản này lên đi. Cái đơn giản này thì cái nút này chúng ta đặt ở bên trên vẫn được. Mình muốn đặt cái nút ở bên trên.
Nãy các bạn thấy nó giật lên này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đặt khoảng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó là mình xài đất. 1, 2, 3, 1, 2. Thế mình nhớ khối kèo dẻo nó chỉ dính phần bên hông thôi. Cho nên nãy giờ mình mới không có làm cái đó. Rồi và chúng ta qua đây thì chúng ta sẽ phải đi xuống chút xíu. Mình đã làm sẵn ở phần trên thì mình vừa đặt mấy cái hopper vô thì trông nó như thế này. Rồi còn bên này chúng ta đang có một cái thảm được lót lại ở đây. Ngày hôm qua mình được nhận được hai màu này nhiều nhất. Nhưng mà khi mà mình lót cái màu cam ra đây thì nó trùng với cái màu này cho nên mình thay đổi, mình quất cái màu trắng vô. Ây, bỏ tài thiệt. Chúng ta qua bên này. Còn hiện tại bên đây á thì chúng ta đang gặp, ta làm như vậy là đẹp rồi nè. Tuy nhiên là có một cái mà mình vẫn không thích lắm, đó chính là nhiều khi nó cũng văng tùm lum hết. Lót bằng ván gỗ. Rồi. Ta phải lấy thêm đèn bí ngô rồi để mình có thể ốp ở một số chỗ như chỗ chỗ này lại là số số lẻ. Nó phải là số ở đây, đi. Cứ lót ở những vị trí này đi. Thì ở đây nữa. Mấy cái này vô như ở đây. Còn ở ngoài này thì nó có ba trái như vậy. Ở bên hông này nếu chúng ta muốn nó sáng thì chúng ta nên đặt đèn bí ngô ở bên hông này luôn. Chỗ này không có cục đất. Đó thì chúng ta đặt vậy thì nó sẽ sáng vô chung luôn. Cũng không cần nhiều. Không biết ở chính giữa này nó như thế nào, chính giữa này nó có bị tối hay không. Ý, lộn. Thủy cung bây giờ mình chưa cần sử dụng gì ở thủy cung nhiều lắm cho nên mình vẫn còn để ở đó. Ra thủy cung chơi tắm biển, tắm với cá. Rồi đây, bây giờ chúng ta như vậy là tạm thời là ổn. Còn ở bên trong này thì sau khi mình lắp, mình ốp kiến lại thì không biết là nó sẽ tối đến cỡ nào. Thì chuyện đó là chuyện lát nữa tính. Còn bây giờ á, thì trên này chúng ta ốp làm sao để che được cái đường này, đúng không? Che được cái đường này. Thì muốn như vậy á, thì chúng ta phải ốp từ ở phía đây, cái miếng gạch đó trở lên. Ốp từ phía miếng gạch đó lên. Đây, ở giữa này, thì ngay từ ô này, mình sẽ ốp kiến. Nó chỉ có ba ô ở giữa thôi. Đó, ba ô ở giữa này sẽ ốp kiến. Hồi nãy là chúng ta làm từ giữa ra. Ốp kiến là để mình nhìn ra nhìn vô cho nó đẹp. Còn ở đây nó ra tới ô ngoài này không? Nó ra tới hết hết phần này thôi. Để mình lấy lại mấy cái kiến này. Còn kiến nó để đi lát nữa mình cần đi tới đi lui khỏi phải gắn vô lại nữa. Đây sở dĩ mà mình phải chừa hai bên là bởi vì mình còn phải gắn lên đặng che ở trong lại. Nếu nó ra tới đây thì nó phải đều đầu bên này luôn, nó đều đầu bên này thì nó phải như vậy luôn. Rồi đó. Bây giờ chúng ta ốp cái này lại, ốp cái này thì ngay đây, ngay cái hàng này không té nữa đâu.
lần này là dứt khoát là không té nữa đó, và chúng ta có thể đập ra ở đây cái cục này là cái cục dư thừa. Có vẻ như màu này mình thấy cảm giác nó thích hơn nè. Ở trong này nó sẽ là một cái màu khác, nó sẽ đẹp hơn là ở ngoài. Sử dụng nhiều loại gỗ cho nó đẹp. Nhà chơi bằng gỗ không? Nhà giàu có khác. Ốp, ốp, ốp. Chết chết chết, chỗ đó ốp được không? Chỗ đó sẽ ốp sao đi? Mình chỉ sợ là nó giật qua nó thành một cái đường khác thôi. Ở ngoài này thì cũng như y chang như vậy. Nó ở bên góc, nó sẽ có một cái đường vòng qua. Thì như vậy là xong rồi. Như vậy chỉ còn là ốp cái gỗ này vô nữa là xong rồi ốp mấy tấm dán này lên. Sở dĩ phải ốp tấm dán này lên để trên này không có con quái xuất hiện thôi. Trên này nữa. Oh yeah. Rồi không đủ luôn á. Nhiều ghê ha. Một lần chúng ta thu hoạch rất là nhiều. Nên không đủ luôn. Còn ở trên cùng cái bên này. Con Enderman nó lấy hai cái lỗ ở trong đó ra kìa, lấy đất thành tạo thành hai cái lỗ ở đó. Chứ có đời nào mình đào mấy cái lỗ như vậy. Thấy cũng kỳ. Lên TV, các bạn muốn lên TV ha? Rồi, ở đây trồng lại hơi mệt, hơn là làm ít cây rồi đó. Trồng lại còn thấy mệt như vậy, làm nhiều cây chắc trồng lại còn mệt mỏi nữa. Rồi đây. Giờ chúng ta đã xong ở đây rồi. Chỗ này trang trí muốn chết luôn. Bây giờ chúng ta cần, trước khi đi, chúng ta cần một cái giường để ngủ qua đêm. Thì giường lúc nào mình cũng có sẵn thêm một cái như thế này, lỡ trong trường hợp mình cần mình xài liền. Bây giờ chúng ta sẽ dong buồm nghe thấy ghê quá. Đi tới vị trí là bao nhiêu? Chỉ là bao nhiêu? 3, 528. 3 và 528. Thì nếu mà đi về hướng này thì nó là số giảm 528, thì đi về hướng nào? Số 3 thì đi về hướng này rồi nè. 528. Số này số tăng. Chà, bây giờ phải xác định được cái hướng nào nó vừa tăng vừa vừa giảm luôn. Này 528. Ổn đi về hướng này hả? Kỳ vậy. Ô 1.000 hướng đang giảm nè. 3 và 528, ta sẽ có một bất ngờ ở nơi đó. Ta lên đường đi nào, đi về hướng này là được. Nãy giờ nếu mà muốn, chúng ta muốn tiết kiệm thời gian thì hơi lỡ rồi, đi luôn đi. Tiết kiệm thời gian thì chạy qua cái máy đẻ đi trước, tại bởi vì cái máy đẻ ở đi về hướng này là đi về phía cái máy đẻ rồi, theo mình nhớ là như vậy. Đi khám phá. Đây là chuyên mục Discovery, Ỷ Thiên TV Discovery. Những cái thang này là cái hồi mà mình đi khám phá lần trước còn sót lại, để ở đây luôn. Có gì lần sau chúng ta xài tiếp. Đâu, nếu không lầm thì đây là máy đẻ. Chính xác. Ê, ê, coi chừng té.
Đây là cái máy đẻ của mình. Ta có máy đẻ, có dân làng ở đó. Xung quanh đây trống trơn trơ trọi. Năm 28. Nãy mà chúng ta đi bằng Nether thì chúng ta sẽ giảm mất được một cái khoảng thời gian đi bộ. Chắc chắn là khu này sẽ có một cái gì đó đây. Đây, đây là dấu tích Quỷ Thiên TV. Ở trong đó là một cái hang cũng lớn lắm. Dấu tích Quỷ Thiên TV để lại, đi tới đâu đều để lại dấu tích hết. Nhìn là biết liền à. Tới chưa? Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Bình bịch, bình bịch. Rồi, tất cả mọi người im lặng. Tất cả mọi người im lặng. Chúng ta đã phát hiện căn cứ của kẻ địch. Ta phát hiện được căn cứ của kẻ địch. Rồi, ta phát hiện được căn cứ của kẻ địch. Theo tình hình hiện tại, tôi phán đoán là không có ai ở nhà. Và đâu rồi? Đâu rồi? Chúng ta phải chờ vào đêm tối. Núp 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 núp. Rồi, chúng ta đã phát hiện được nhà của Hot Girl. Hot Girl đâu rồi? Hot Girl không có ở nhà. Vào ban ngày chúng ta không tìm được Hot Girl ở trong nhà. Nhà của Hot Girl kìa, sống dao. Nhà Hot Girl này ở dơ quá. Hot Girl này ở dơ quá, cái nhà nó không có cái gì hết trơn á, có cái bồn tắm với cái bàn chế tạo à. Rồi, đây là cái mà mình đang tìm vào bữa nay. Nhà của Hot Girl. Hot Girl đâu rồi? Hot Girl chỉ ra đường vào ban đêm. Đúng vậy, Hot Girl chỉ ra đường vào ban đêm, Hot Girl đi chơi mà, nên chỉ ra đường vào ban đêm thôi. Và khu vực này có tới 4 căn nhà của Hot Girl. Một cái nữa kìa, thấy một cái ở bên này nữa. Không, nó đó, nó đó, một căn nữa. Nhà của Hot Girl. Hot Girl inside. Chúng ta chờ vào ban đêm thì sẽ có Hot Girl xuất hiện. Wow, một căn nữa nè, một căn bên đây, một căn bên đó. Một căn nữa là nhà của Hot Girl. Wow, chúng ta phát hiện được 4 căn nhà của Hot Girl luôn. Các em ấy vào ban đêm mới xuất hiện nên các bạn đừng mong mà thấy vào lúc này. Nhà nào cũng như nhà nào hết, nhỏ mà cũng không có gì hết. Có cái bồn tắm. Chỉ có mỗi cái bồn tắm với cái chỗ đặng trang điểm thôi à, cái bàn trang điểm. Căn thiệt. Một căn nữa, nãy giờ quên chụp hình tọa độ của cái căn này. Để chụp lấy tọa độ. À, bây giờ trời sắp tối rồi. À, và còn một cái nữa. Hồi trước các bạn hỏi có cách nào đi tìm được con kẹo dẻo mà không có cần phải kiếm mấy cái vùng của kẹo dẻo hay không. Thì ở vùng đầm lầy là một cách để các bạn kiếm được kẹo dẻo. Thì kẹo dẻo nó sẽ xuất hiện vào ban đêm chung với những con quái khác. Tuy nhiên là nó xuất hiện vào, nó sẽ hình như là nếu mà vào mùa trăng tròn thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đó, cho nên bạn hãy biết cái đó mà theo. Bây giờ mình cần phải tránh xa khu vực này ra để cho Hot Girl xuất hiện. Bởi vì quái không xuất hiện trong vòng 24 tới 25 khối xung quanh người chơi. Đó, đầu 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 đầu, để chúng ta đi xa ra nào. Xem, lát nữa chúng ta quay lại coi có Hot Girl không. Tàn tàn. Chưa thấy. Chưa thấy. Chưa thấy Hot Girl xuất hiện. Đó kìa, đó kìa, đó đó, Hot Girl kìa. Ê, Hot Girl này dữ quá, hung dữ quá, tấn công bên kia. Chạy. Hot Girl cầm theo bình sữa hay gì á. Hot Girl dữ quá. Nó theo hướng này chứ đừng có theo hướng ngược lại. Đất. Sao lấy gỗ vậy?
một hai một một hai không nhảy lên được. Dướng cái gì mà không nhảy lên được, trời non quá chừng luôn. Ham lấy lại chất đốt quý hiếm của mình đó, nhiều khi không có than thì mình lấy trời non đốt luôn. Nó không có nhiều bằng than nhưng mà nó cũng ngon. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận nha, bây giờ mình sẽ không biết mình đang ở đâu. Ui bây giờ rồi rồi chết tôi, thấy nghi ngờ quá. Biết mà, rồi nó nói cửa với nhau rồi. Chết tôi. Cái cửa này là cái cửa mình đã bỏ xài từ rất rất là lâu rồi, bây giờ nó nói với nhau. Chúng ta phải đập bỏ cái cửa này đi. Đau lòng quá. Hồi trước không đập bỏ cái cửa này đi, bây giờ nó nói lại với nhau cho mà chết luôn. Mình đang ở bao nhiêu vậy? 240, 163. Thiệt là thiệt cái tình. Đâu rồi? Bây giờ không có đi dưới nước nữa, bây giờ làm tàu chạy cho nhanh đi. Nghĩ sao cứ đi bộ hoài, bực mình rồi. Đủ gỗ không? Thêm cục nữa, thêm hai cục nữa đi, làm hai cái luôn. Làm tàu chạy gió lẹ. Rồi đi, điều khiển tàu nha, coi chừng bể. Ồ tông vậy hồi á hả? Ê da, chết chưa, chết chưa ơi, đừng có bể, đừng có bể. Ừ ta lấy lại được, ta đi về phía bên đó. Giờ có kinh nghiệm đi rồi. Ủa rồi đi bơi vậy phải nhanh hơn không? Đâu coi mặt coi. Rồi thì trong ngày hôm nay chúng ta đã tìm được khu vực của hot girl và như vậy rất là vui. Và trong tập sau thì mình sẽ bắt đầu xây dựng những cái lò đào tạo hot girl đó thành nơi chúng ta có thể tìm, nơi chúng ta có thể thu hoạch được các cái loại đồ trang điểm của hot girl. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn lại các bạn trong ngày mai nhé. À và đừng quên là ngày mai mình sẽ có một cái lịch stream đặc biệt, bởi vì ngày thứ hai mình có thể sẽ không stream được vào buổi sáng, nên chúng ta có thể sẽ có một chương trình truyền hình trực tiếp vào buổi tối ngày mai. Hãy theo dõi Ý Thiên TV tiếp tục để biết được những cái lịch đó nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.